Kính thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 8 năm 2010, tại nhà hàng Thành Được ở thành phố Milpitas, dân biểu Cao Quang Ánh có một cuộc họp báo với một số truyền thông Bắc Cali, bắt đầu lúc 10 giờ 20 phút đến 11 giờ 10. Sau đây là phần trích đoạn dân biểu liên bang Cao Quang Ánh nhận định về khả năng thắng cử của ông. Dạ vâng, thì trong cuộc tranh cử tháng 11 này thì tôi rất là hy vọng là sẽ được thành công. Cách đây khoảng chừng 2 tháng thì chúng tôi có làm một cái polling. Nếu mà quý vị có theo dõi về cái vấn đề mà polling, người ta gọi tới vô trong địa hạt khoảng chừng 400-500 người. Và người ta hỏi là nếu mà bầu cử trong ngày hôm nay thì quý vị sẽ bầu cho ai, và họ đưa tên của tất cả những người cử tri đó ra, những người mà ra tranh cử trong cái ngày hôm trong cái buổi hôm đó. Thì trong cái buổi polling cách đây khoảng chừng 2 tháng thì lúc mà nói về những người dân rất là ủng hộ là gần 60%. Còn nếu mà nói những người dân mà người ta không có đồng ý cái việc làm của tôi trong 18 tháng vừa qua là chỉ có khoảng 99%. Cho nên nếu mà chúng ta so sánh cái số người ủng hộ đối với cái số người không có ủng hộ là nó chênh lệch với nhau rất là xa. Còn nói về nếu mà chúng ta đứng đưa tên ra của tôi cũng là cái tên của cái người mạnh nhất trong đảng Dân Chủ, thì trong cái polling của tôi thì tôi đang dẫn tất cả là 25 chấm. Là cái đó là cái polling mà tôi đã làm. Còn cái polling mà đảng Dân Chủ mà họ làm để coi xem là cái người nào trong đảng mạnh nhất mà có thể đứng ra để tranh đấu với tôi, thì cái polling của họ cũng biểu lộ ra là tôi đang dẫn cái người mạnh nhất của họ là tới 18 point. Cho nên nói về cái sự hy vọng thì tôi hy vọng rất là cao. Và nói chung thì trong mọi cái vấn đề mà tranh cử, những ai đã đứng ra tranh cử thì quý vị biết là mặc dù hiện tại tôi đang dẫn rất là xa, nhưng mà nói chung tôi cũng phải cần tiếp tục làm việc ở trong địa hạt và vận động những người dân để cho họ ra bầu. Và thứ hai nữa là trong cái việc làm vận động đó thì chắc chắn là phải cần cái sự giúp đỡ và cái sự đóng góp của mọi người của chúng ta ở trong cộng đồng, rất là những người Mỹ gốc Việt ở trong cộng đồng Việt Nam chung quanh nước Mỹ. Tại vì trong cái vụ tranh cử, trong cái ghế chính phủ liên bang, cái số tiền mà phải cần chi ra dễ dàng tới 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Cho nên cái số tiền đó, như là quý vị biết, rất là lớn. Và cái sự đóng góp của mọi người cho cộng đồng nói chung rất là quan trọng. Tại vì nếu mà chúng ta giữ được cái ghế này là cái tiếng nói của chúng ta, là cái tiếng nói của những người đã đóng góp để giữ lại cái ghế này. Cho nên tôi rất là hy vọng tôi sẽ thành công trong tháng 11. Và tôi cũng hy vọng là tất cả mọi người chúng ta ở trong cộng đồng ở San Jose cũng giống như là những khu vực khác sẽ góp tay để giúp tôi tới được cái cô đó, cái giải thích đó. Mỹ Lợi tường trình từ Bắc Cali xin thân ái kính chào quý vị.